làm sao để tăng chiều cao. Tăng chiều cao nếu nếu mà mình biết là mình bây giờ đã cao hơn, mình có 1m7 à, 1m70 à, không có cao hơn nữa, thì nếu bạn như bạn 13, 14 hay là gì á, thì bạn nên uống nhiều sữa vô, uống nhiều sữa để tăng chiều cao, chứ không có không không có một cách tập thể dục nào để tăng chiều cao được. Nó để tăng bằng bật lên cao được thôi, hay là bạn nhảy cao hơn được thôi, chứ không không có phương pháp nào mà tập thể dục nào mà làm bạn tăng chiều cao được, trừ khi bạn giải phẫu kéo chân dài ra. Nhưng mà làm gì rồi sao chơi bóng gỗ, úp gỗ hay gọi là dunk, mình như 1m7 hay 1m75 mình có dunk được không? Đừng có quan trọng mấy đó quá, cái dunk hay là cái đó ok thì hay thôi, thì có cũng 2 điểm. Nhưng bạn ném bóng giỏi thì bạn ghi được 2 điểm, bạn dễ bóng giỏi thì lên gỗ cũng được 2 điểm. Thì nếu úp được gỗ được thì càng tốt, nhưng mà bạn phải tập rất là nhiều, rất là nhiều thời gian, rồi ăn uống đầy đủ, tập để bật cao thì cao lên. 1m7 á là rất là khó, nói chừng 100 người chứ 1-2 người thì úp gỗ được thôi. Nhưng 1m7 mình có thằng bạn 1m90 nó đập gỗ được, nó cao đau, nó đứng rồi nó đụng lưới rồi, nhưng mà nó úp gỗ không được. Nó 1m9 á mà úp gỗ không được, mình 1m7, bạn 1m7, bạn 1m7 rồi sao bạn sao úp gỗ được. Thì nếu bạn úp gỗ không được á, đừng có buồn, nhờ bóng rồi ném bóng cho giỏi là được rồi. Hỏi mình chạy chỗ như thế nào, như người đó ném giỏi hay làm này nọ nhưng mà không biết chạy chỗ. Chạy chỗ nó khó, mình khó thể giải thích lắm, tại cái đó như phải 3-4 người hay nhiều người, mình có một người mình à, bởi mình không có làm cái đó được. Thì hỏi mấy người nào mà chơi nhiều á, rồi xong rồi lúc thi đấu á, xong rồi hỏi người đó chạy như thế nào, hay là coi bóng gỗ á, coi mấy người nào bạn thích á, rồi xong coi người đó để họ di chuyển như thế nào. Rồi cái điều quan trọng đi chơi bóng gỗ giỏi là bạn phải chơi được nhiều vị trí. Có thể như mình là 1m7, mình chơi là point guard hay là còn gọi là hậu vệ chính, là lúc nào cũng nhồi bóng á để chuyền bóng như người khác. Nhưng mà mình á thì mình nhồi bóng, mình ném ba mình chuyền được, rồi mình học những cái chiêu của mấy người trung phong á hay mấy người khác, những vị trí khác, để lúc nào mình có, để lúc nào đồng đội mình cũng thể chơi bất cứ vị trí nào cũng được. Nếu đồng đội mình ồ nó nhỏ quá, mình bắt mình phải làm trung phong, ok mình biết chơi trung phong, mình biết cầm bóng hay rebound phòng thủ như thế nào. Tại có thể giống như bạn phải biết càng nhiều, chơi càng nhiều vị trí thì bạn có thể chơi được giỏi hơn. Rồi huấn luyện viên hay là huấn luyện viên sẽ dùng bạn nhiều hơn. Tại thí dụ như bạn 1m7, bạn chơi hậu vị chính, nhưng mà bạn qua cái trường khác, hơn bạn qua cái giải khác, mấy người khác á, thì là họ lúc ai cũng nhỏ chứ bắt buộc bạn phải muốn trung phong. Bạn từ trước giờ bạn chỉ có biết nhồi bóng rồi không biết rebound như thế nào, rồi sao bạn không chơi trung phong được. Bởi vì bạn phải chơi biết năm vị trí, bạn phải biết chơi hết, để lúc nào đi giải nào hay qua đội động đội nào hay là qua đội mới hay là qua cái giải lớn hơn, bạn không được chơi bất cứ vị trí nào được. Nó sẽ giúp ích cho bạn, rồi bạn sẽ uống được hiệu quả hơn, rồi quân viên sẽ sử dụng bạn nhiều hơn là mấy người khác. Tại vì người khác chỉ có như 1-2 vị trí khác nhau thôi, bởi vì càng học càng nhiều càng tốt.